Xin chào anh chị, đây là nhà máy bia Vinaken. Đây là một cái nhà máy mà Hometech đã cung cấp cái giải pháp thiết kế và thi công hệ thống điều hòa không khí cũng như là hệ thống xử lý không khí cao cấp của Airsep và hệ thống quạt hút gió của DR Fan Hàn Quốc. Và bây giờ thì xin mời anh chị hãy cùng Bách đi vào để xem cái không gian thiết kế này có gì đặc biệt ạ. Xin mời anh chị. Đây là một hệ thống văn phòng được xây mới với cái diện tích trên khuôn viên là mỗi chiều 28m dài, tổng diện tích lên tới gần 800m² sàn và được quy hoạch thành 3 tầng. Tầng 1 là khu vực lễ tân và sảnh chờ và tầng 2 là toàn bộ khối văn phòng, tầng 3 là khu vực sinh hoạt chung cũng như là nhà ở nghỉ của chuyên gia. Và hệ thống điều hòa ở đây sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm VRF của Panasonic. Các chủng loại mặt lạnh là cassette đa hướng thổi và hệ thống xử lý không khí là hệ thống xử lý không khí cao cấp của Airsep với cái độ sạch gần như đạt đến tỷ lệ là 100%. Và hệ thống hút mùi là hệ thống của quạt DR Fan Hàn Quốc cao cấp nhập khẩu chính hãng. Và bây giờ thì em Bách xin mời anh chị hãy cùng Bách lên tầng 3 trước để chúng ta hãy xem cái khu vực kỹ thuật đặt máy cũng như là hệ thống quạt Airsep đang hoạt động như thế nào. Xin mời anh chị. Chào anh chị, và ngay từ đầu video đúng không ạ? Em Bách đã giới thiệu là đây là một dự án rất là đặc biệt. Và đặc biệt ở cái gì ạ? Đặc biệt ở ngay phía đằng sau lưng của em Bách đây. Đây là khu vực phòng kỹ thuật để cái khu vực toàn bộ vị trí giàn nóng điều hòa VRF trung tâm của Panasonic. Và tiếp theo nữa là một cái buồng kỹ thuật để đặt máy Airsep xử lý không khí để đạt được cái chất lượng không khí tốt nhất trước khi đưa vào phòng làm việc cho khối văn phòng. Và ngay bây giờ xin mời anh chị hãy cùng Bách đi xem cái khu vực phòng kỹ thuật này nhá. Xin mời anh chị ạ. Và ngay đằng sau lưng Bách đây anh chị có thể nhìn thấy ạ. Xin mời ạ. Có tất cả là 5 dàn nóng đơn. Dàn nóng thứ nhất 1-2 là tổ 12 và tổ 10 ngựa dành cho tầng 3. Và tiếp theo nữa là 3 cái dàn nóng đơn tiếp theo là tổ 28HP dành cho tầng 1 và tầng 2. Đó. Và toàn bộ hệ thống đường ống là được đi ở trên trunking và sẽ được đi vào phía trên trục kỹ thuật đi ở trên mái và sẽ được đưa vào trong các cái tầng. Và như anh chị nhìn thấy, toàn bộ dàn nóng đang được lắp ở trên hệ thống giá đỡ và có đế cao su chống rung, đảm bảo cho cái hệ thống điều hòa hoạt động ổn định nhất và không có tiếng ồn phát ra trong quá trình hoạt động. Và tiếp theo xin mời anh chị hãy theo Bách để chúng ta sẽ cùng xem cái khu vực phòng kỹ thuật để xử lý không khí thì nó sẽ như thế nào ạ. Xin mời anh chị. Và đây chính là cái không gian mà đặc biệt nhất của cái khối văn phòng này. Đây chính là cái khu vực phòng kỹ thuật để máy xử lý không khí Airsep. Và cái máy này thì được đặt trong một cái phòng có diện tích khoảng tầm 2m² với cái 3 cái máy Airsep xử lý không khí cho 3 tầng khác nhau. Và bây giờ xin mời anh chị vào đây cùng với em Bách ạ. Bên tay trái của Bách thì đây là hệ thống Airsep hai máy độc lập khác nhau dùng cho tầng 1 và tầng 3. Hai máy này có lưu lượng lên tới 700m³/giờ và hệ thống đường ống được đi lên trên mái của tầng 3, sau đó mới đi xuống dưới tầng 1. Còn ở bên tay phải thì đây là một hệ thống máy Airsep có lưu lượng lớn hơn lên tới 3500m³/giờ, sử dụng điện 3 pha. Thì cái con máy này, đây là một con máy rất là đặc biệt với cái kích thước buồng lọc rất là lớn. Với kích thước như này thì mới đủ để đảm bảo cái lưu lượng lớn để cung cấp cho toàn bộ cái hệ thống văn phòng ở dưới tầng 2. Đấy, và với cái lưu lượng 3500m³/giờ thì hệ thống đường ống cũng được đi lên trên trần của tầng 3, sau đó đi vào trục kỹ thuật và chia xuống dưới tầng 2. Và đối với những cái trên thị trường hiện nay ấy, thì những cái máy mà công suất nhỏ hoặc là hệ thống hai chiều với cái cột áp thấp thì sẽ không thể làm được điều này. Và đây chính là một cái sự đặc trưng và một cái có thể nói là thế mạnh của Airsep. Đồng nghĩa với nó là cái hệ thống này sẽ hoạt động khi nào ạ? Khi mà có nhu cầu đúng không ạ? Và cái hệ thống điều khiển sẽ thông qua hệ thống chiết áp ở đây ạ. Đây là một cái bốc điều khiển của con máy 3 pha và bên tay trái ở đây ạ. Anh chị một lát nữa có thể nhìn thấy là hệ thống điều khiển chiết áp và on off ở trên tầng 3 này của hai máy ở tầng 1 và tầng 3. Và một lát nữa thôi thì em Bách sẽ giới thiệu cho anh chị cái hệ thống điều khiển cao cấp thông qua hệ thống điều khiển tủ trung tâm kết hợp cùng với lại công tắc tại các phòng, có thể giúp bật tắt linh hoạt giữa các phòng với nhau chứ không phải là cứ bật máy lên là sẽ chạy hết cả tất cả các phòng ạ. Và cái hệ thống đường gió thì được lấy vào từ đâu ạ? Hệ thống đường gió thì sẽ được lấy ở bên tay phải ở đây, có một hệ thống cửa kỹ thuật nam chớp chắn nước mưa và chắn côn trùng sẽ được lấy gió vào từ bên này, bởi vì phía bên này là một cái phía nam gió mát và ít ánh nắng mặt trời, và bên phía tay phải này cũng rất nhiều cây xanh nữa, đảm bảo cái lượng không khí tương đối sạch và giàu oxy. Đấy, và như anh chị có thể thấy này, đây trên tay Bách là cái máy đo chất lượng không khí. Thì hiện tại AQI đang ở ngưỡng khoảng 120 đến 150
thì đây là cái ngưỡng rất nguy hại cho sức khỏe của con người. Và nếu mà chúng ta không có những cái hệ thống xử lý không khí như này thì đồng nghĩa cái không khí ở trong phòng cũng sẽ ở ngưỡng trung bình là khoảng tầm 120 đến 150. Và ngoài ra là cái nồng độ oxy trong phòng nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thế nhưng mà thông qua cái hệ thống máy xử lý không khí của Airsafe này, bên Bách đã thiết kế, thì cái chất lượng không khí ở trong phòng nó sẽ được cải thiện rất nhiều, đưa về cái ngưỡng đạt chuẩn AQI dưới 50 và nồng độ oxy sẽ rất là cao, giúp cho cái việc mà cải thiện cái chất lượng làm việc của người lao động. Và bây giờ thì xin mời anh chị hãy cùng Bách đi xuống để kiểm tra cái chất lượng không khí cũng như là kiểm tra xem là cái hệ thống nó hoạt động thông qua cái hệ thống tủ điều khiển trung tâm thì nó như thế nào đó. Xin mời anh chị. Với cái chất lượng không khí mà đang rất là ô nhiễm như ở hiện nay ở dưới Bắc Giang ấy, thì nếu mà anh chị không sử dụng cái hệ thống xử lý không khí thì cái không gian làm việc ở trong phòng chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và với cái hệ thống xử lý không khí của Airsafe thì ngay bây giờ chúng ta sẽ xem là cái chất lượng không khí sẽ được cải thiện như thế nào. Mời anh chị. Và hiện tại thì em Bách đang đứng ở không gian tầng 3. Và như anh chị có thể thấy, đây đằng sau lưng em Bách là một không gian mở và có rất nhiều cửa sổ và rất nhiều nắng. Là một không gian mà có cảm thấy là nó rất là thông thoáng và sạch, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế thì anh chị có thể nhìn thấy này, chúng ta sẽ dùng một cái thiết bị đo chất lượng không khí. Và như anh chị có thể thấy trên tay của em Bách là một cái chỉ số AQI ở ngưỡng là 125. Là một cái ngưỡng mà có thể nói là nguy hại cho sức khỏe của con người. Và nếu mà anh chị không có sự quan tâm cần thiết tới cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phải hưởng một cái chế độ không khí nguy hại đối với sức khỏe của con người trong suốt một cái khoảng thời gian dài làm việc. Và để xử lý vấn đề này ấy, thì như em Bách đã giới thiệu, đúng không ạ, chúng ta đã có một hệ thống xử lý không khí Airsafe cao cấp và sẽ đem được cái chất lượng không khí AQI này sẽ ở dưới ngưỡng 50, an toàn cho sức khỏe con người và sẽ giúp ích rất nhiều cho cái quá trình làm việc của nhân viên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem và đo test xem là các cái phòng nó như thế nào ạ. Với cái thiết kế vuông mỗi chiều 28m dài thì sàn tầng 2 có diện tích lên tới gần 800m2 và được chia thành 15 phòng làm việc khác nhau như anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Với diện tích là gần 800m2 thì cái việc mà điều khiển hệ thống thông gió phải thông qua hệ thống van và đặc biệt là phải có một hệ thống tủ để chúng ta có thể điều khiển một cách thông minh nhất. Thì bây giờ em Bách muốn giới thiệu với anh chị một hệ thống tủ trung tâm. Và ở đây là hệ thống tủ trung tâm. Hệ thống tủ trung tâm ấy thì nó có cái vai trò là để đóng ngắt các cái van và điều chỉnh cái công suất quạt. Nếu mà anh chị sử dụng hệ thống Airsafe cho biệt thự hoặc là chung cư nó chỉ có một sàn thôi, hoặc là hai sàn có thể hoạt động đồng thời, thì chúng ta không cần tới cái tủ trung tâm này. Bởi vì ở đây cái giải công suất nó hoạt động nhỏ và chúng ta bật máy lên có thể làm sạch cho cả nhà luôn. Còn vì là ở đây nó có nhiều phòng, có thể phòng này dùng, phòng kia không dùng, thì chúng ta mới cần tới cái tủ điều khiển trung tâm này. Đây anh chị có thể nhìn thấy này, đây chính là hệ thống tủ trung tâm. Giới thiệu với anh chị, đây là hệ thống PLC trung tâm thông minh. Và tiếp theo nữa là các hệ thống sensor, các hệ thống cảm biến, hệ thống cài đặt để bật tắt van. Thì nguyên lý hoạt động như thế nào? Đơn giản thì anh chị hình dung này, khi mà anh chị bước vào phòng làm việc, anh chị bật công tắc thông gió, quạt thông gió lên thì quạt gió sẽ chạy, đúng không ạ, và sẽ cấp gió tươi vào. Thì khi mà anh chị bật công tắc lên thì cái tín hiệu từ công tắc đấy sẽ được đưa về tủ trung tâm. Tủ trung tâm nhận tín hiệu là cần phải mở van cấp gió vào, và từ tủ trung tâm này sẽ đưa tín hiệu lên quạt để tăng công suất lên. Và khi mà anh chị hết giờ làm việc, anh chị tắt công tắc đi thì tín hiệu từ công tắc sẽ được đưa về tủ trung tâm. Tủ trung tâm sẽ đóng van, khóa van và tiếp theo nữa là đưa tín hiệu lên quạt để giảm công suất đi. Thì cái này nó vừa làm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm cái công suất quạt và vừa để mà cái hệ thống nó sẽ hoạt động bền bỉ hơn. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phòng một. Chúng ta sẽ đi vào từng phòng một để kiểm tra xem là cái hệ thống Airsafe đang hoạt động như thế nào. Xin mời anh chị. Như anh chị có thể nhìn thấy, trên tay của em Bách là máy đo chất lượng không khí thì chỉ số AQI vẫn ở ngưỡng khoảng tầm 120, một cái ngưỡng nguy hại cho sức khỏe con người. Và ở đây thì một số phòng đang chưa hoạt động, thì chúng ta sẽ vào những cái phòng mà đang có người anh chị nhé, chúng ta sẽ cùng xem. Chào chị ạ. Khi mà chúng ta đi vào trong phòng như này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải bật công tắc quạt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải bật công tắc quạt on off ở đây. Và khi bật công tắc quạt ở đây ấy, thì cái máy đo chất lượng không khí sẽ được hoạt động và chỉ số không khí ở trong phòng sẽ được cải thiện đáng kể. Và như anh chị có thể thấy này,
Ngay bây giờ chỉ số AQ đang ở ngưỡng 36 dưới 50 là một cái chỉ số AQ cực kỳ tốt, đánh giá cái chất lượng không khí trong phòng rất tốt. Và đương nhiên rồi, với cái chất lượng không khí như này thì sẽ cải thiện rất nhiều cái môi trường làm việc và cái sức khỏe của người lao động. Và Hometech thì luôn mong muốn là sẽ cải thiện được cái giải pháp không khí cho rất nhiều cái hệ thống văn phòng như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phòng bên cạnh thử xem là cái chất lượng ở phòng bên đấy sẽ như thế nào. Xin mời. Đây là cái phòng thứ hai cũng đang có người làm việc ạ. Em chào anh chị. Thì với cái hệ thống phòng làm việc với diện tích khoảng tầm 18 mét vuông như thế này thì chỉ cần một cửa gió thôi. Đấy, và hệ thống không khí gió tươi sẽ được cấp vào trong phòng làm việc với cái nguyên lý là áp dương, cấp gió một chiều, tạo ra một cái bong bóng khí sạch và nó sẽ ngăn chặn cái không khí xâm nhập từ bên ngoài vào. Và AQI anh chị có thể thấy này đang giảm đi rất là nhanh, đang ngưỡng từ 120 và đang giảm xuống dưới 60. Và chỉ số AQI như này sau khi mà giảm xuống dưới ngưỡng 50 là sẽ đảm bảo được cái độ sạch cho phòng và cải thiện được cái sức khỏe của con người. Và như vậy là em Bách đã review lại toàn bộ hệ thống điều hòa và xử lý không khí Airsafe cao cấp tại nhà máy bia Vinaken Bắc Giang cho anh chị có thể thấy được cái sản phẩm thi công cũng như là cái chất lượng xử lý không khí của Airsafe, đúng không ạ? Và em Bách thay mặt cho đơn vị thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Hometech trân trọng cảm ơn anh chị đã dành thời gian để xem video và rất mong được tư vấn thêm cho anh chị ạ. Cảm ơn anh chị.